gì đâu. Anh ngắm cái gì? Em ngắm nãy giờ rồi. Cho anh ngắm chút xíu. Không, anh ngắm nãy giờ rồi. Thôi cứ đi đi, không sao đâu. Thấy không? Sao trời rồi. Thấy à? Giải. Thấy luôn rồi. Vậy thôi đó hả? Ủa thì chồng em sẽ đi tuần sau rồi chồng em sẽ lo. Hãy subscribe.